Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Điều Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, người ta có thể sống sót 5 ngày ở trong rừng ừ. bằng cái gì? Sống sót 5 ngày dĩ nhiên là phải có nước. Ừ. Thứ hai nữa là đồ ăn thì người ta có thể ăn cái gì đó trong rừng mà người ta kiếm được. Trái cây vân vân. Ở đây là cái, cái câu chuyện này liên quan đến một người phụ nữ ở Úc. Oh. À. Bà này lái xe Bà này lái xe làm sao đó Rồi bị lạc vô trong một cái khu mà rừng rậm không có độ Bà độ lạc thừa trong cho đó nó. Mất mất tiêu hết phương hướng Có đổ thừa cho Google Maps không? Ừ, không biết <cười> <cười> Nhưng mà bà sống sót được 5 ngày Cho đến lúc mà người ta đi tìm Người ta tìm ra được bà đó là nhờ gì biết không Kẹo với lại một chai rượu oh. mà có ở trên xe ở đây không có nước không có thức ăn không có cái gì hết á khi mà bà lạc ở trong đó rồi á thì người ta nói là bà cứ cứ đi làm vòng 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 bà xuống xe bà đi vòng vòng bà tìm làm sao mà không thể nào ra hết thì may á là trên xe bà còn bịch kẹo cái loại ừ. mà cái kẹo ngậm cái kẹo mà có cái cây á kẹo mút á là có cái cây rồi mà để ngậm ngậm đó cũng có bịch kẹo đó với lại một chai rượu bà mua để bà định đi tặng cho cái người người à. quen mà bạn đang đi tìm tới mà sao bà bị lạc nói là đó, nhờ hai món đó mà bà tồn tại được năm ngày cho đến khi mà cái những cái người mà người ta đi tìm kiếm cứu nạn người ta cứu được bà người ta nhìn trong hình quý vị thấy đó, là từ ở trên máy bay người ta nhìn xuống thấy bà đang đang chấp chới như vậy nhưng mà từ ở cái chuyện này á ngọc lan thích những cái câu cái chuyện mà nó liên quan đến cái uh, gọi là cái kỹ năng sống như thế cho nên á đi trên xe đó quý vị nhớ uh, lúc nào mình cũng có nên thứ nhất là nước cái thứ <laughs> hai á là một cái loại thức ăn gì đó là bởi vì sao thức ăn không phải là cái loại mà để lâu Nhất là bánh kẹo là để được lâu Là bởi vì mình không có biết trước được Là lúc nào nó có những cái gì nó bất trắc xảy ra Ngay cả cái chuyện mình đang lái xe Có thể gặp thường nhất đó là kẹt xe Mà nhiều có những cái lúc kẹt xe Không phải đó là một tiếng hai tiếng Mà đôi khi nó rất là lâu Thì lỡ lúc đó mình khát nước thì sao lỡ lúc đó mình đang đói thì sao có nhiều người mà cái đói cái cái, cái gọi là xấu tính đói hay gì đó người, người ta có thể bị xuống đường hoặc là nhiều lắm cho nên những cái đó sẽ giúp quý vị cầm cự được trong một cái khoảng thời gian cho nên lúc nào cũng vậy trên xe nên có nước uống và nên có một cái loại thức ăn gì đó mà có thể mà ăn ăn để lâu được ừ, dương nhiên mà nó phải mua bánh mì mua phở gì để trên xe nhưng mà kẹo bánh đó là ít nhất đó nhưng mà có một cái đó là đi trên xe tôi không có nước tại vì tôi nghe những lời khuyên của những nhà khoa học nói rằng là nếu mà chai nước lọc mình để trong xe nó lâu ngày quá đó thì cái nắng ấm nóng của làm hư nó làm hư hay là nó 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 sẽ gây ra những cái tác hại gì nữa và thứ hai nữa là nếu mà trên xe mà đang kẹt xe mà uống nước nhiều đó thì cũng gây khó khăn <laughs> uống nước hay là chết. <laughs> Lâm vẫn nghĩ là nước cái đó mình có thể mình mình thay hay là đồ ăn đó mình vẫn có thể thay nhưng mà nên có nên có hay là ít nhất là trong cái giỏ của mình à, mình sách theo bên người á, nên có những cái đó tại vì đó nó... À, ai mà có trải qua rồi thì quý vị sẽ thấy được nó hữu ích như thế nào tôi không có đi vô trong rừng rậm làm gì hết đi nên... trên đường thôi cũng nhiều khi đã gặp <laughs> bất chắc rồi nhưng mà có một cái đó thưa với quý vị đó là thời buổi hiện đại 4.0 bây giờ đó thì mọi người ai cũng có một cái cell phone cũng có một cái phone mà có thể chụp hình được rồi nhiều khi mình đi ra đường đó thì mình lại thấy cái cảnh này cảnh kia có thể là một cái cảnh hay có thể là một cái cảnh nó tệ lắm rồi người ta cũng cố gắng chụp cái hình để đưa lên uh, cho mọi người biết là ồ đang xảy ra chuyện gì hay là uh, có một cái cảnh thơ mộng nào đó đang ở đâu đó vân vân. Thì bây giờ cái thời đại mới bây giờ ai cũng có cell phone và hình thì gửi lên trên mạng xã hội nhiều lắm. Facebook có, Twitter có, Telegram cái gì uh, cái gì Instagram có, uh, Twitter có thì hiện nay người ta đang cảnh báo từ sau cái vụ xảy ra thảm sát ở bên Texas nổ súng có nhiều người thì đang nỗ lực để kêu gọi 911 tới cấp cứu rồi sơ cứu người bị nạn vân vân. Một số người thì đứng cầm máy điện thoại lên chụp hình, chụp hình xong rồi gửi lên Instagram, gửi lên trên Twitter. Thì ngày hôm nay các chuyên gia cảnh báo rằng là có những cái hình chúng ta không nên chia sẻ rộng rãi ở trên những cái trang mạng xã hội. Nhất là thí dụ như là một bức hình một em bé bị trúng đạn rồi bị thương chảy máu đầm đìa vân vân đi thì người ta cái bản tính đó mình thấy wow tội nghiệp quá chụp cái hình đưa lên trên mạng xã hội thì đó là những cái hình không nên gửi nên có một cái hạn chế nào đó. Khi mà nói đến một vụ thảm sát thì người ta nói đến hai thứ. Làm sao chấm dứt được những cái vụ thảm sát bằng súng như vậy. Và cái thứ hai, cái sự chia sẻ những tấm hình mà lên trên mạng xã hội như vậy thì nó cũng làm cho nhiều người đưa ra những vấn đề tại sao trang mạng xã hội lại để cho những cái hình đó lọt lên sau khi mà ông Elon Musk chủ hãng Tesla lấy lại công ty Twitter thì ông ta mới xác định danh tính của cái người dùng tài khoản Twitter bằng cách là có một cái tích màu xanh trên cái tên của người ta hay là trên Facebook cũng có một cái tích màu xanh thì những người đó là xác định được danh tính và những người đó thường nha gửi hình lên là không bị duyệt xét những người khác thì sẽ bị duyệt xét một thời gian nhưng mà những người này thì không <laughs> thì ngày hôm nay đó thì công ty Twitter nói rằng là cũng phải xem xét lại cái vấn đề là khi đưa những cái tấm hình như vậy lên nó có ảnh hưởng gì đến cái cái thần kinh hay là lấy về cái cái, cái um, tâm trạng của những cái người nạn nhân mà có dính dáng trong những cái vụ này hay không? Tại vì khi họ nhìn thấy những cái hình người thân của họ đưa lên mạng như vậy mà máu me đầm đìa vân vân thì nó cũng gây ra một cái gì đó ấn tượng cho họ và khó khó quên cho nên ngày hôm nay đó thì ngoài cái việc à, người ta nói tới nó, nó lùi hoài kiểm soát súng nè làm sao ngăn chặn được những vụ xả súng nè bây giờ còn tới những cái hình được đưa lên như vậy nữa à, nhiều khi mình đi trên đường đó mình thấy một vụ đụng xe đi rồi người chết nằm la liệt như vậy đi thì khi mình chụp hình như vậy mà mình muốn đưa lên cho mọi người thấy là ở cái thảm cảnh nó xảy ra làm sao đó thì mình cũng nên xóa bớt những cái hình mà nó ghê rợn ra tại vì khi mình xóa như vậy đó thì cũng giúp cho người nhà của nạn nhân họ thấy rằng là ở à, mình cũng có cái tâm khi mình chụp hình như vậy ở à, cái vụ đụng xe như vậy như vậy hay vụ uh, gì đó thì những cái hình đó đã được xóa bớt đi rồi đó là những cái mà người ta đang nói tới ngày hôm nay đó là đối với lại các cái trang mạng cá nhân. Chứ riêng đối với lại những ví dụ như Lý đô Sài Gòn TV, quý vị sẽ thấy là chúng tôi không có thể đưa những cái hình ảnh ví dụ như cái vụ thảm sát ở Texas vừa rồi hay là cái vụ đụng xe ở Texas đó. Quý vị chỉ thấy đôi khi chỉ thấy là ở một cái cảnh nó chỉ có hình ảnh cả cảnh sát ở bao quanh vân vân, còn lại hình ảnh những nạn nhân đó như thế nào trên mạng nhiều lắm nhưng mà không đưa lên được là bởi vì sao? Sẽ bị vi phạm vào cái cái quy định À, về những cái hình ảnh mà mang cái tính chất à, gây đó. cho người ta sợ như vậy youtube cũng sẽ chặn facebook cũng sẽ chặn à, có nhiều lắm thành ra trong thời gian qua nhiều khi à, quý vị nói rằng là ô tại sao có lúc thì youtube hay facebook à, lại lên chậm như vậy đó lúc mà chiếu lại thì đó nó cũng có những cái kiểm duyệt đó cho nên là trong cái nghề nó phải có những cái à, phải có những cái quy định những cái hạn chế như thế à, ngọc lan vẫn nhớ cái lúc mà mình được à, có những cái training về oh. làm báo chí cũng vậy. ông nhớ lúc mà mình đi ra ngoài đường đi cover một cái tin một bà cụ băng qua đường ở gần gần Do Sài Gòn này đây rồi bị xe đụng chết á thì lúc mình tới là đã thấy người ta nhân viên đã phủ một cái tấm vải màu vàng lên rồi. Mình đứng từ xa mình chụp tới cái lúc đó đưa lên nhưng mà sau đó họ nói là cái điều đó là không có nên cho nên là ừ. cái hình đó phải lấy xuống thì mỗi một chút như vậy mà mình lại học thêm học thêm có rất là nhiều điều để mình phải học mỗi ngày à, cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai sau cà phê sáng vẫn sẽ là thời sự thế giới à, cũng livestream trên facebook và youtube À, cũng ở trên bên đài Houston là 26 chấm... 27.6 <laughs> Bắc Cali 16.11 và Nam Cali là 56.10 à, Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại vào à... oh, từ Ngày mai tôi không cần phải làm để gặp lại quý vị vào tuần sau ừ. Thứ 2 và thứ 3 Xin chào quý vị